mình đang đứng đâu đây? What? Hả? Vậy là hôm nay mình phải sinh tồn trong thế giới biển này sao? Oh no! Hay, vậy là hôm nay mình đã phải bắt buộc vô biển này mình sinh tồn. Mình ở trên một chiếc thuyền. Một chiếc thuyền chỉ có một mảnh vả. Oh no! Ok, thì hello, xin chào bạn đã trở lại với channel mình nha. Mình là Sâu Green TV đẹp trai 12 cá tính nè. Thì hôm nay thì nếu các bạn thấy video của mình thì đừng quên để lại cho mình nút like, mình nút xem, mình nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký kênh mình có xem. Ui, những block ở đâu ra vậy? What? Ui, ở đâu ra mấy con mèo biết con mèo nó đi dưới biển kìa. Oh my god. Tự nhiên hôm nay mình bị đi lạc vào một cái map nào đó kìa. Một cái map này chỉ toàn là biển. Oh my god. Vậy là ui mấy block này mình phải nhặt xong. Ây da. Ây con quỷ. Em yêu cầu anh cho em xin anh tư nha. Không bé ơi. Chết đi. Con gà luôn nè. Bé gà. Đi đi. Ừ đúng rồi, để đồ ăn lại, để đồ ăn lại, đúng rồi. Thế giới thật là kỳ thú. Ôi. Ôi hoài. Tao không giỡn với tụi mày đâu. Trời ơi, bị kẻ xấu tấn công rồi các bạn à. Ui, mấy con nãy mình lỡ mình đánh nó, bây giờ nó đánh mình rồi. Ui, mấy con vét, trời ơi. 15 minutes later. Bây giờ mình sẽ đứng đây là. Ôi trời ơi, má có con vô chúng nó bò luôn kìa. Có mấy cái này nữa nè, để mình lượm, mình nhặt vô. Ok, mình sẽ có bao nhiêu block, mình sẽ đặt ra một cái. Ô, cây kiếm Nether. Uầy, thằng này. Ôi, có bộ giáp kim cương. Đừng. Đấy rồi. Không được rồi, bây giờ mình phải làm cái nơi này mở rộng ra các bạn à. Bây giờ mình không thể thu mua dây chai như thế này được. Nó sẽ khiến cho mình bị chật và bị này kia rất là nhiều ấy. Bây giờ mình sẽ làm cho tạm thời mình sẽ đặt những block này tùm lum tùm len luôn đi. Tại vì mình có block đất đâu cả. Nó xịt âm rất là nhiều block nhưng mà nó lại không có block đất. Oh my god. Hey, bây giờ hy vọng là chúng ta sẽ gặp những cái gì đó may mắn chứ không có muốn gặp những con vét như hồi nãy đâu. U các bạn rùa kìa. Được, lại đây chơi. Trời, mình phải lấy block emerald để mình làm luôn đây. Ây, chả có một... Ây, ở này một ông thôi, bỏ đi quăng vứt ông làm ăn cái gì. Ở đây có khá rất nhiều block lạ quá. Ở đây nó cho một lần là một block không à. Ây, u là trời. Coi kìa block kìa. U có mấy cái này nữa nè, để có gì mình bón phân, mình trồng cũng được. Ok. Trời ơi, lần đầu tiên mình chỉ thấy một chiếc thuyền mà nó ngộ nghĩnh như thế này luôn ấy mấy bạn ơi. Oh my god, một chiếc thuyền ve chai, một chiếc thuyền ve chai đầu tiên trong Minecraft. Cũng khá là nhiều block luôn ấy. Nó cho rất là nhiều item trong Minecraft. Ủa có gỗ này nè, phân tách ra cũng được. Không thể nào phân tách được luôn ấy. Vừa hết cái này tới món kia, what the heck. Tôi khổ quá nè. Ở đây một đống luôn nè. Ủa là trời, đi ra đi con mèo này nữa. Mày mèo. Đây, mình sẽ lấy mấy cái cây hoa lá hẹ này, bón phân nè. Để cho nó... Đây, được, nó ra được cái gì đó rồi đó. Ôi ôi, cái này ở thế giới này mình không có sợ thiếu gì luôn ấy. Nó lại không có vlog đó. Ôi là trời, nó đồ nó nhiều kìa mẹ ơi. Bây giờ mình cần xây dựng lên một cái đế chế nhỏ nhỏ để mình có thể... trời ơi, chết rồi, trời sắp tối rồi, bắt đầu quái nó ra kìa mấy bạn à. Holy shit. Oh no, phải nhanh chân lẻ tay lên. Có len không, nhanh chân lẻ tay lên. Ok. Buổi tối là tôi thấy nguy hiểm lắm mà. Ôi có cái lò nung nè. Nung, trời ơi không có than. What the heck. Ôi sao tôi khổ quá đi. Lấy cái đe tôi lại lắp nhà luôn. Ôi, chết bà mất cái đe rồi, quên cái đe nó không có chịu. Trời ơi, nó không có lơ lửng được. Trời ơi, Minecraft à, mày lừa tao à. Đấy, cả con rùa mà nó cũng bị trôi vô đây luôn sao. Ôi là trời, đồ nó nhiều kìa. Quá trời heo, có một cái con Iron Golem luôn à. Ôi là trời, bây giờ phải làm cái gì với đống đồ này đây. Hả, chết tôi rồi, tôi... Ôi no, trời ơi, con quỷ cá. Ờ, đồ nhiều quá à, bây giờ phải làm gì đây, đồ để không hết luôn ấy. Đó, đi vui vẻ, thuận lộ bình an, nằm ngang bệnh viện. Trời ơi, đi chú, ai uống nước gì vậy? Ủa, nãy tôi nghe gõ gạt tiếng ai uống nước nè. Quá trời. Trời ơi, đi, thuận lộ bình an, nằm ngang bệnh viện. Tạm thời mình sẽ xây một cái gì đó để nó ngăn cản những cái block lại các bạn à. Bây giờ mình để như vậy là cái chỗ mình nó không, nó như là bình địa luôn ấy. Ok, sau 77-49 ngày á thì tôi đã gọi là tôi đã làm thành công rồi nè mấy bạn. Tôi không nói chung là không có thành công lắm. Thì vậy á, nói chung là nó như vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi quyết định nữa bạn ơi. Tôi sẽ làm lên một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh cái nhà, cả cái thuyền dây chai rồi. Phải có thêm một cái nhà dây chai nữa cho nó hợp gu. Chúng là block đây rất là nhiều nha. Nó rất là nhiều block luôn. Nên... Ôi, từ.
thí chủ, thí chủ ơi chết giùm cái. Đó bây giờ nói chung là nó rất là nhiều, nó sẽ spam tôi rất là nhiều luôn, nên bây giờ tôi sẽ phải gọi là tạo nên một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh cho tôi ở trên cái hòn đảo đáng yêu này, đó là một cái thuyền ve chai đáng yêu này á, bạn hiểu không? Chứ bây giờ tôi thấy tôi mệt lắm rồi. Ừ. Oh my god, có cái ông dân làng luôn à. Dân làng đem bên đây không có đem cái gì lên đó, thì giết dân làng luôn. Giết dân làng. Đem cái thân không lên đây ai thèm lấy. Trời ơi sao nó nhiều block thế nhờ. Mấy con rùa đồ này kia nữa nè. U là trời. Trời ơi nó là nó cho tôi nhiều đồ mà tôi bị xì chết luôn á các bạn. Đấy đồ nè, coi nè, coi đồ nè. Bà nội nó đóng luôn, có cả con Axelot luôn nè. Ôi giời trời, Axelot kìa, quá trời là đồ luôn. Cái cục gì á, cái cục gì á? À cái bông hoa. Nữa 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 nữa. Trời ơi gặp cái thằng khùng này nữa. À. Ui là trời, 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 ui là trời. Nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi. Mấy thằng cô hồn này. Ơi cái bộ đồ nè hồi rai của mình. Ôi ôi. Nữa. Cây thế nha. Ây da. Cách nào né được tụi nó không? Chạy vòng né được đó nè. Ủa đối bắt em. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. No. Mày đâu rồi? 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 Bố láo cáo trồn hả? Chạy. Ôi xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi. Coi chừng em chưa kinh. Có nói gì với tụi mày, giết tao nữa rồi. Mày láo, láo, láo nháo là tao cho ăn cháo nghe. Rồi có cái gì ăn không? Đói bụng quá, đói bụng rồi, đói bụng rồi. Oh shit, shit. Cái này lại được, 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 được. Tao sợ mày lắm cơ. Lại biểu hộ nè. Ok, hey, cuối cùng sau mà khoảng thời gian mà tôi bị tra tấn thì bây giờ tôi đã xây lên được một cái căn nhà riêng cho tôi đây. Hey, nói chung là khá là mệt, thật sự rất là mệt luôn ấy. Để làm một cái căn nhà để phòng chống của tụi nó hả, thì tôi đã phải trải qua rất là nhiều những cái nhiều cái đáng sợ nè, bị giết rồi bị tới, nói chung là tôi đã trải qua rất là nhiều rồi. Bây giờ tôi đã có một căn nhà im ấm đây. Nói chung là nếu mà bị tấn công tôi chạy nhà tôi trốn thôi, mắc gì đâu sợ phải không? Tôi nói dân làng. Mấy thằng làng này biết khùng rồi. Bây giờ những cái thứ tôi cần thì là cần một cái giường ngủ để ngủ cho trời thời gian nó qua ấy. Bữa tôi cũng cần đất nữa mà không có đất ở đây. Hey, bây giờ phải làm sao để có đất đây, không hiểu luôn. Ok. Trời lại tối nữa rồi các bạn à. Nhưng mà từ khi mà tôi thấy con cừu đầu tiên thì tới bây giờ nó vẫn chưa spam ra lại con cừu nào cho tôi, vẫn chưa thấy được con cừu nào hết trơn ấy. Ngộ thật sự luôn. Có lẽ là nó biết tôi sẽ làm giường ngủ nên nó lại chặn lại. Ê, hình mấy bạn coi nè. Cái dòng nước đang trôi thì mấy con rùa nó đang cố gắng, nó đang bơi lên. Phải cái nồi thiệt. Ôi có cái giường luôn nè. Holy shit. Game là dễ. Ngủ thôi. Thôi nói chung là bữa giờ không ngủ thức trắng ba đêm. Ừ cái nhau hồi thủy. Bà nội đó, tao nói chuyện với mày bình thường mày quýnh tao nữa. Quýnh nó không được nha. What the hell, còn một team nữa là chết rồi. Nói chung là bây giờ mình lắp lại, mình sẽ bảo vệ nhà của mình, bảo vệ cái con cái xuồng của mình đó. Nói chung là sẽ không cho mấy bà lóc nó đi ngang nữa. Nó đi ngang nó rất là lắc các bạn à, nó rất là nhiều bà lóc. Ôi ôi, không biết hồi nó có spam mấy con rồng Ender ra nữa không? Chắc có chứ, tôi nằm xỉu tại chỗ luôn á. Thôi là trời. Con rùa nó đang cố gắng, nó đang bơi lại chỗ mình để nó bám trụ hay sao ấy. Cái dòng nước này nó trôi kinh khủng thật. Trôi mà mất tiêu đồ đạc luôn ấy. Đói quá, đói quá. Ồ có pháo bông luôn nè các bạn. Ồ cái này chơi pháo bông được nè. Con cái là nổ gì không biết nữa. Rồi lắp cửa luôn. Nói chung là cái này là cái chiếc thuyền ve chai mà mình lấy, mình có bao nhiêu ve chai mình đem ra mình lắp hết luôn chứ giờ phải biết sao giờ. Cái này đúng kiểu ve chai luôn ấy. Cái gì mà tựa lưa hột dứa trơn. Không có một cái thứ gì mà nó ngăn ngắp, nó gọn gàng. Đó. Xong. Ồ cái này mình enchant đồ được nè. Nhưng mà không có rubik. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Như là hết rồi. Thôi nói chung là để như vậy cũng ok nè. Có gì mình muốn lụm đồ thì mình ra đây mình lụm cũng được nè. Ôi trời ơi, ở ngoài có con phù thủy nó cứ kêu hoài. Ồ quá là trời đồ luôn. Ôi trời hụt, càng phù thủy nó chọi mình mới trời hụt. Cái gì mà dính độc vậy ta? U mình có cái gì của rồng luôn nè. Nước rồng luôn nè, nước hơi thở của rồng luôn nè, vải cái trưởng. Ok.
Ôi trời ơi, đồ ở đây nó nhiều nè. Ui ra rồi sao khó vô ta. Ok. Ủa tính ra mình đi ra mình mỗi lần mình ra mình lụm gì đó là không có cái gì đem vô được hết trơn ấy. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Hey, biết chừng nào thì mới thoát khỏi nơi đây đi. Ui nhớ quá nhiều thứ đáng sợ luôn á. Ui là trời. Ồ những cái con vật như con rùa đất, tất cả những cái con vật nằm đây là nó leo đây, nó đứng đây nè, trời ơi trời lãi thiệt. Ồ tính ra nó mặc dù nó spam khá là nhiều đồ nhưng mà những cái thứ đồ ở đây mình đều không có cần, mà mình đang rất là cần đất nhưng mà chả có thấy miếng đất nào luôn.